Thì giờ mình sẽ ăn cái trái này nha. Trời ơi, nó chua lắm. Nó chua mà ăn không nổi. Ngon lành cành đào. Hái vào xong rồi chấm muối ớt nè. Chắc là nó ăn từ bữa giờ cũng rụng hết rồi nè. Một cái chùm mà nó ăn sạch hết nè. Thấy chưa? Còn có hai trái một chùm này. Giống như cái cây này nó đeo toàn ten ấy nhỉ. Cây này gọi là cây toàn ten. Hái mấy trái to thôi, trái nào mà nó căng da á, cái nhúm ở đây nè, qua bên kia nó căng ra rồi á thì nó mới là trái chín. Còn đây mới là trái xanh, còn sau nó mới chín đấy. Nó phải rụng hết, nó căng à? Bóng ra mịn ra thì cái trái này nó mới chín. Cái trái này chua cực kỳ luôn. Thử nha. Ngon cực kỳ á. Cái cây nó ra trái nhiều quá nhưng mà nó chua, ít người ăn. Chua quá, cái răng ăn 2 tiếng, 7 giờ sáng giờ ăn 2 tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ vẫn thấy ê răng. Ôi ôi, này không dám nhai luôn á, chỉ mút cái nước thôi á. Xong rồi chấm muối ớt, càng cay càng ngon. Trời ơi, cái trái thì rất là ngon. Hái một đống luôn nè. Qua biển hái một đống để ở bàn cô đúng không? Trời dạ. Ơi cái chùm trên kia kìa. Ơ, cái chín này gì kìa? Đợt này hồi nó ra ít đấy. Hồi trước là nó bám thân cây đầy một rạp luôn á. Nghĩ làm con khỉ giờ lên nó sẽ sao? Luôn. Ủa mấy trái kia hư gì vậy cô bầu? À, nó tới gốc cây luôn nha. Tới gốc cây còn có ha. Cái trái này giống như trái sung vậy đó. Mấy trái kia hư cái gì? Thì mấy cái trái vàng vàng đó là do đốt đó, nó bị cháy xém mà đó. Cái gì đi. Đó. Lá của nó là bị cháy xém này. Cây bên đây nữa nè. Trời ơi, ra quá trời luôn ha. Nhưng mà nó chua quá ăn không nổi. Này ăn một trái dâu. Ngọt lắm mọi người ơi. Ngọt lắm. Ngọt đông biển. Dịch sâu quá. Ngọt nhỉ. Ngọt ngay luôn à. Trời ơi, chắc nó ăn hết cây được á. Chắc chắc như chó. Không dám nhai rồi, người ơi. Thôi. Không dám nhai. Không được nhai. Không được nhai, nhai nó ê răng. Nó sẽ muốt răng. Nhắm ăn được mấy trái? À. Có tiền là có tiền. Ăn được mấy trái à? Cứ một trái 1.000. Nhờ vô. Một trái 1.000 mà trong đó mấy muối luôn. Được không? Trời ơi, được ăn mà được tiền mà không dám ăn nè. Có 1.000 lắm gì chứ. Tao lên muối cho mày chấm. Như anh đi Như. Giờ lên muối chỗ mà cái bà tủ đá. Như anh đi Như. Ăn trái đi nha. Có 1.000 đồng rồi. Ok. Nhìn như nè, như sắp hơi chiêu. Hơi bị ngầu ấy nha. Hơi bị ngầu ấy. Thế nào? Như thế này ngọt lắm. Ngọt lắm hả? Mặt không cảm xúc à? Oè. Ngọt lắm. Biển vẫn còn cố gắng chịu đựng được à? Một trái là nó có 3-4 muối đúng không? 4 hay 3? Tùy theo trái, có trái mù à? Tùy theo hả? Rồi ra mù mũi luôn rồi này, lại chứ tôi ơi. Ngắn. Mà công nhận cái cây này nó ra quá trời trái xung xuê luôn. Mình đã không à. Giờ thì mình sẽ bật công tắc tưới rau. Có con gà, dễ thương quá. Gà mái gà trống luôn nè. Đó. Cái công tắc. Đây là cái công tắc bật tưới rau. Cái vòi này tắm chuồng heo nó mạnh quá. À, nước nó mạnh quá đi. Rau mình phủ lên nè, cái lá dừa mình phủ lên nè. Như vậy.
Rồi nó mạnh quá đi. Không cần phải đi đâu xa. Được cái là nó hết. Rau muống thì nó cần nhiều nước. Còn bên đây rau cải nè. Giờ thì đã tưới xong rồi. Kia có 2 cái mít to rồi đó. Chờ ngày chín thôi. Trên đây có mấy cây dừa nè, cây dừa đó. Đây là vườn tre lấy măng. Lấy măng nha. Còn đây là cái vườn đinh lăng. Xung quanh thì trồng dừa. Dừa ở xung quanh ao. Có hơn 300 gốc dừa thôi. Đây là ao cá. Nuôi cá ăn. Còn kia là nuôi cá trạch nha. Cá trạch bông. Đây là cây khế ra bông và có trái ở trên đây rồi nhé. Khế ngọt nhưng mà ít ai ăn lắm. Là ao cá lấp lại để làm chuồng heo. Gần đây là cái chuồng heo cũ. Chuẩn bị bỏ bớt đi để làm chuồng heo mới rồi. Đây còn 2 con heo đang có bầu đây. Rồi nó nhìn thấy mình cái nó sợ nó chạy nè. Nó đứng nè, nó sợ. Heo nó sợ. Nó ủi mà, nó banh hết cái này ra luôn nè. Cho nên chỉ có xây tường cho nó thôi. Đây là chỗ chuồng để nuôi heo con, heo đẻ đây. Đây là heo rừng đây. Heo rừng. Nhìn như con chuột con á. Rất là dễ thương nha, heo rừng. Đẻ cũng được 5 con đấy. Cái người của nó dẹp lại. Đằng này có 2 con heo rừng đây. Lớn lắm rồi. Đây là chuồng gà đá nha. Chuồng gà tre. Kia là 2 cây gì đây, có trái. Trái từ trên ngọn xuống tới gốc nha. Nhìn rất là bắt mắt. Trái này thì nó màu xanh. Chín cũng màu xanh. Người ta gọi là cái trái gì quên rồi. Dâu da. Cái dâu, dâu chua. Dâu da. Trái của nó rất là đẹp nha. Nhìn như trái sung vậy đó. Nhưng mà không phải à, rất là đẹp. Nó mọc lên tới trên ngọn cây luôn. Ở dưới gốc nó cũng có ha. Trái rất là đẹp ha. Trái xinh xê luôn. Đó, chiếu gần nè. Trái của nó nè. Một chùm nó đọc xuống ha. Ta gọi là trái du da, trái dâu, trái bồng bon á. Đó, nó là một kiểu của bồng bon. Nó lạ quá ha. Đó, cái này mình trồng được ha. Nhưng mà lại chua thôi. Chứ cái lại ngọt nó màu vàng ha. Lại ngọt thì nó màu vàng. Cái này nó rất là chua nhá. Bên đây cũng vậy nè. Nhiều quá. Trái rất là nhiều, nó mọc xuống mãi dưới gốc cây luôn nha. Dưới gốc cây nè. Cũng có nè. Rất là dễ thương, rất là đẹp. Trái này nó héo rồi. Trái mọc rất là đẹp ha. Nhìn rất là bắt mắt. Quá trời, thích luôn. Ôi trời ơi, đẹp quá. Nhìn trên cây, ôi xung xê. Nhìn như cái sung vậy đó. Cái kìa quá trời luôn nhờ. Chi chít mọc chi chít trái. Như trái sung. Ở dưới gốc cây nè. Quá cây bên đây cũng thế nè. Ôi trời ơi, trái như tổ ong vậy đó. Nói chung nhìn như là trái sung ha. Ôi trời ơi đẹp quá. Ôi nhìn cái cây này đẹp quá trời. Chỗ nào nó cũng mọc trái đó.
Ôi, dưới gốc cây nè. Wow. Trái đeo toàn ten ha. Mình sẽ hái một trái mình thử nha. Không có hả? Khỏi hết chua quá. Bên trong của nó nè, chua lắm nha. Ai ai thích ăn chua thì chấm với lại muối ớt. Ờ, muối ớt rất là tuyệt vời nha. Bây giờ mình thử ăn cái trái này nha. Trời ơi, nó chua lắm. Nó chua mà ăn không nổi. Ăn một chai dâu. Ngọt lắm mọi người ơi. Ngọt lắm. Ngọt đâu biển. Dứt sâu quá. Ngọt nhỉ. Ngọt ngay luôn à. Trời ơi, chắc nó ăn hết cây được á. Chấp chấp như chó. Không dám nhai rồi người ơi. Không dám nhai. Không được nhai. Không được nhai, nhai nó ê răng. Nó sẽ buốt răng. Nhắm ăn được mấy trái à. Có tiền là có tiền. Ăn được mấy trái à. Cứ một trái 1,000. Nhào vô. Một trái 1,000 mà trong đó mấy muối luôn. Được không? Trời ơi, được ăn mà được tiền mà không dám ăn nè. Có 1,000 lắm gì dữ. Rồi tao lên à. Muối cho mày chấm. Như anh đi Như. Giờ lên muối chỗ mà cái bà tủ đá. Như anh đi Như. Ăn trái đi nha, có 1,000 đồng rồi. Ok. Nhìn Như nè. Nhìn Như nè, Như sắp hơi chiêu bị đó. Hơi bị ngầu ấy nha. Hơi bị ngầu ấy. Thế nào? Như ngọt lắm. Ngọt lắm hả? Mặt không cảm xúc à? Oè. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Biển vẫn còn cố gắng chịu đựng được à. Một trái là nó có 3-4 muối đúng không? 4 hay 3? Tùy theo trái, có trái mũ à? Tùy theo hả? Rồi ra mũ mũi luôn rồi này, này chứ tôi ơi. Ngắn. Mà công nhận cái cây này nó ra quá trời trái xùm xè luôn. Đã không à. Ngon lành cành đào. Hái vào xong rồi chấm muối ớt nè. Chắc là nó ăn từ bữa giờ cũng rụng hết rồi nè. Một cái chùm mà nó ăn sạch hết nè. Thấy chưa? Còn có 2 trái một chùm nè. Giống như cái cây này nó đeo toàn ten ấy nhỉ. Cây này gọi là cây toàn ten. Hái mấy trái to thôi, trái nào mà nó căng da á. Cái nhúm ở đây nè. Qua bên kia. Nó căng ra rồi á thì nó mới là trái chín. Còn đây mới là trái xanh. Còn sau nó mới chín. Đấy, nó phải rụng hết, nó căng à? Bóng ra mịn ra thì cái trái này. Ừ, nó mới chín, cái trái này chua. Chua cực kỳ luôn. Thử nha. Ngon cực kỳ á. Cái cây nó ra trái nhiều quá nhưng mà nó chua, ít người ăn. Chua quá, cái răng ăn 2 tiếng, nãy giờ sáng giờ ăn 2 tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ vẫn thấy ê răng. Ôi ôi, này không dám nhai luôn á, chỉ mút cái nước thôi á. Xong rồi chấm muối ớt, càng cay càng ngon. Trời ơi, cái trái thì rất là ngon. Hái một đống luôn nè. Qua biển hái một đống để ở bàn cô đúng không? Trời dạ. Ơi cái chùm trên kia kìa. Ơ, cái chín hay gì kìa? Đợt này hồi nó ra ít đấy. Hồi trước là nó bám thân cây đầy một rạp luôn á. Nghĩ làm con khỉ giờ lên quá nó xịt sao? Luôn. Ủa mấy trái kia hư hay gì vậy cô bầu? À, nó tới gốc cây luôn nha. Tới gốc cây còn có ha. Cái trái này giống như trái sung vậy đó. Mấy trái kia hư hay gì? Thì mấy cái trái vàng vàng đó là do đốt đó, nó bị cháy xém mà đó. Cái gì ngạc đi. Đó. Lá của nó là bị cháy xém nè. Cây bên đây nữa nè. Trời ơi, ra quá trời luôn ha. Nhưng mà nó chua quá, ăn không nổi. Này, hai cây dâu rất là đẹp nhưng mà trái thì chua. Chỉ ăn chơi thôi, ăn chơi ngồi chơi, ăn thì ngon. Chấm muối ớt thì hết sảy. Đây là gà đá nè. Gà đá độ đấy.
nuôi cho đẹp thôi chứ đâu có đi đá. Nó cười mình à. Nó cười mình hả? Kia là con bồ câu nha. Nhà mình nuôi bồ câu. Bồ câu ăn rất hao nhưng mà nó chỉ có to nhiêu đó thôi, nó không có to lắm. Bồ câu nhìn giống như chim cút vậy đó ha. Đó, nó chỉ to nhiêu đó thôi nhưng mà nó ăn hao hơn con gà ha. Ô là la, có ai biết đây là cây gì không? Đó, trái mận nha. Đây là cây mận đỏ, trái đỏ. Đó, cây mận đấy. Mận đang ra bông nha. Đây là những cái bông mận chấm chấm nhỏ xíu nè. Đó, bông mận này nha. Trái mận trên đây nha. Đây là bông mận. Còn đây là dừa giống nha, mọi người mua rất là nhiều đem về trồng ha. Trồng xung quanh bờ sông, mấy bờ ao, sau nhà hay sau vườn. Trái mít mới ra đây, nhỏ xíu dễ thương không? Trên chiếc thuyền nhỏ bỏ không, có một trái dừa khô đang ra cây nè. Có ai uống dừa tươi không? Chuẩn bị bắt đầu dọn chỗ. Cho xe lên. Hôm nay hên quá được xem con rắn to. Con rắn to chưa? Hôm nay hên lắm. Nó đã bỏ ra. Xem con rắn. Đó. Rắn này tên gì mình cũng không biết. Con rắn ha, to lắm đó. Hôm nay là lao động khổ sai nè. Đây là cây mật gấu nha. Đâu viễn nhất trái dừa khô lên à. Ôi trời ơi, cầm ngay cái cuốn cái nó đứt. Đây là rễ đinh lăng, sắt nhỏ ra ngâm rượu. Anh Như đang phụ bà quét nhà. Mẹ đang dọn dẹp để cho sạch sẽ. Sạch sẽ chống vi khuẩn, virus. Này, thằng ấy cho những cái dừa khô vào bao đây. Dừa khô nhiều quá. Thằng ấy quét nhà rất điệu nghệ. Đấy, biển giỏi, biển biết thu dừa khô này. Một bao không đủ luôn hả? Sao dừa nhiều thế? Dừa quá nhiều. Nhặt một lít thôi để bỏ vào kia. Mẹ vừa quét nhà, mẹ vừa chỉ đạo. Mẹ đang chơi trò chơi gì đấy? Cào lắm đấy. Cào lắm đấy nha. Quá rồi hả? Quá. Rồi. Nó cong á, nó bị cong xuống chứ nó không quá, rồi, phải có cái cây. Đây là nghiệp dư nhá. Không có mèo. Bà ở trên kia cao quá. Thợ chuyên nghiệp đây. Tay cân hết hai cái bao dừa khô